You getting nothing, Joker. Get down. Rồi, hello bạn, hôm nay mình có một buổi tập trực tiếp với bạn Đăng. Bạn Đăng để tập với mình được 1 tháng, học viên của mình, và để cao thêm được 2cm từ 1 mét, bao nhiêu là mét, bao nhiêu em? 1m8 lên 1m82. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện cho bạn một ngày trong giáo án Econ 9 nha. Rồi, bài đầu tiên là bài... Rồi, từ nhà canh góc rồi, giờ chuẩn bị nè. Chưa đâu. Rồi, 1, 2, 3, vô. Time is over, before you know you're older. So sober, a loner, you get in my cold shoulder. You crying like it's rain, you causing all the pain. No closure, I'm colder, you getting nothing, Joker. Get down. Rồi, dừng. Đi thang bên đây. Rồi, trong thời gian nghỉ đứng selfie với Hồ Gươm nè. Đứng nhìn ra Hồ Gươm coi. À, bạn thấy Hồ Gươm rồi đó. Và thứ hai là chạy bứt tóc tại chỗ nha. Và này, nhìn anh nhìn. Đúng rồi, chưa. Bấy. Nhìn gọng chân ra. Để hai tay lên. Rồi, 1, 2, 3, dốc. No closure, I'm colder. She getting nothing, Joker. Clock ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, a loner. She getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. She getting nothing, Joker. Joker. Để tay gọng nghe gì luôn. Đó, đúng rồi. Đặt như cao lên, như cao lên. Đó. Cố lên. 8 giây nữa thôi. 5 giây nữa. Rồi, dừng. 20 giây. Rồi, đi, tới đây em, đi tới đây. Tức chơi là ngăn cái đuôi chạy bay chạy lại nha, nhớ không? Rồi. Không bị này. 1, 2, 3, vô. Rồi, dừng. Nghỉ 20 giây. Bài cuối cùng là bài nhảy đánh tay nha. Tư thế bắt đầu là gì nè. Em vô tư thế bắt đầu thử đi. Không, tay với chân ngược nhau. Tay với chân ngược nhau. Đúng rồi. Chưa đâu. Rồi, nhìn lên phía trước. Chưa đâu. Rồi, chuẩn bị là 1, 2, 3, vô. Đúng rồi, chuẩn, form chuẩn các bạn. Cố gắng phát huy, duy trì nữa.
Well done. Rồi dừng. Tiếp theo là chạy bộ, tức là em chạy xung quanh cái vòng tròn này đi, trong vòng 40 giây nha, chạy chậm thôi, bài cuối luôn á. Chuẩn bị nè, chạy bình thường thôi, chạy bộ đó, đúng rồi. 1 2 3 vô vòng này vòng cái vòng tròn này, chạy hết vòng luôn. Chạy 2 phút luôn nha em, cố lên. Ui, 60 giây rồi, cố lên. Cái bài này là các bạn chạy xung quanh nhà được nha, cũng không cần phải chạy vòng tròn như mấy giây đâu, nói chung là để chạy xung quanh nhà, làm sao cho chân chúng ta hoạt động liên tục là được. Rồi dừng em. Sao mệt không? Mệt không? Một buổi tập trực tiếp nó có khác gì với buổi tự tập online không? Có huấn luyện viên bên cạnh thì bài tập nó đuối không? Bạn này mới tập được 1 tháng thôi các bạn. Đó. Rồi em muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao gì không? Chúc anh em cố gắng tập luyện chăm chỉ và đạt được chiều cao mong ước của mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé, tạm biệt bạn. Đó.